Đợi đấy. Ủa, bay cũng chạy này nè. Thấy hay quay lại. Thấy lạ lạ quay lại. Ủa giờ nghỉ bay này chạy anh đi shopee anh. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chạy Batman cũng đâu đủ, đâu đủ đâu, cũng phải là công ty à. Đúng rồi, ham nếu mà ham chạy cũng đủ sống rồi, không vậy cũng đủ, còn nếu mà ổn định thì vô công ty làm chắc hơn. Sao bây để làm gì chở anh, sao bây giờ mới về nhà không ta? Hay mình thu xếp mình giao về sớm ta? Giờ mình đi giao thôi. À, do mình canh giờ đi giao hả? Dạ, À, toàn về sớm mai giờ mấy mai về kìa. à mình biết giao nhanh là bay mấy 3 giờ là về rồi hả? À, Dạ quen, với lại đây chợ này cũng ít lắm. ủa Shopee là phải đơn nhiều sao giờ này ít anh? Do dạo này khách ít đặt hay sao? Đúng rồi, cuối năm rồi. À, từ cuối năm là phải đơn, phải đi nhiều, ai ngờ đơn ít rồi. Nghe nói Shopee này không có lương căn bản phải không anh? Tại cái đó bạn chứ nó cũng làm Shopee nè, nó nói không có lương căn bản, nó chỉ nói bán ăn theo đơn thôi. Có nhiêu anh nhiêu à. Đúng rồi. Cái này nó chia cho mình phường không anh, hay là chia cho mình trong Có đường tuyến đường hả? một phường nhưng mà chia ra tuyến nữa. À, một phường mà chia ra tuyến nữa hả? À, không mà cái này nó cũng đỡ hơn giờ tiết kiệm, giờ tiết kiệm ra nhiều lắm. Cái này đơn nặng nhất của nó là mười mấy ký không anh, cái đơn mà nặng nhất của nó đó mấy chục á, mấy chục ký luôn hả? Ghê vậy, vậy giao cực quá ha. thì càng nặng thì càng nhiều tiền. À, nó tính theo kg, ví dụ nặng thì nó tính em tiền phải không? Đúng rồi. Mấy đơn cũng gọn. Cái này có khi chung cư mình giao mười mấy đơn không anh? Cái này có khi chung cư mình giao mười mấy đơn này không? Không, chung Tùy cư tùy tùy ngày, tùy có ngày ngày à. nào cũng vậy. Có À, ngày cũng nhiều, có ngày nhiều, mấy đơn lên đây à. à có ngày lên hai mấy đơn chung cư, còn ngày nhiều phải không? Cái này Shopee này có chân cái tết lắm anh, làm mấy mấy nghỉ ta này. Tùy, một là nó cho chạy tới 23, À 23 nghỉ tới mùng 5, hai à là chạy 29 thì nghỉ tới mùng 9. à à cái này tết đó chắc nó cho mình tiền nha, là cho mình chắc mấy ngày nghỉ tết đó không không lương, hay có trả lương cho mình không ta? À, tính theo tháng mà không, không trời ơi nghỉ tết là cũng không có tiền đâu hả? Vậy là làm tính là đối tác rồi, tính là dạng như là mày đối tác là làm nhiêu đối tác sắp, giống như là tuy làm full nhưng mà nó tính theo kiểu đối tác á, làm full thời gian nghe nó, nhưng mà lại tính theo đối tác như là không có làm thì không có tiền. Alo.
Tại trước có bạn đứa bạn nó làm mày mà nó nghỉ rồi. Cái này nè. Nó làm được 6 tháng. Được, đúng rồi, làm thời gian có tiền ấy, mình tự kiếm chuyện khác rồi chứ vậy này được thời gian thôi. Ủa cái hồn phải dây cục gạch để cho nó cân bằng anh. Đúng rồi. Giờ cực quá anh. Lên mình đi giá dễ. À. Nếu mà không có thùng, không có cục gạch nó không cân bằng cái thùng của mình. Tùy xe à. Tùy xe phải không? Cái này cái yên nó dễn dễn lên nên nó mới cần cái cục gạch chứ nhiều đúng cái rồi. Nó yên nó bằng thì nó đỡ hơn. Đúng rồi, yên bằng cái cao thì nó không cần. Đúng rồi, đỡ hơn. Cảm ơn anh nha, tạm biệt à. Chúc anh may mắn. Buổi sáng bây giờ được nhiều. Cái này thời gian đầu không quen vô mấy ngõ ngách kiếm mệt ha. Thời gian đầu mình chưa quen tuyến á. Ủa có nó giống bên dân phòng hay vậy? Chắc dưới làm thêm dân phòng mà sao anh làm chứ anh đi làm thêm bên dân phòng. Tôi không nói dân phòng. À sân bay có bán nói dân phòng nữa hả? À, tạm biệt anh nha. Tình cờ vô đây là gặp lại nữa. Chợ không?